Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với kênh Phan Minh Vlog. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay chương trình chia sẻ với quý vị và các bạn những thông tin nóng vừa qua. Thưa quý vị và các bạn, dư luận quần chúng cũng như trên cộng đồng mạng đã đưa tin rất nhiều về vụ án Việt Á. Cụ thể là đang thắc mắc và đưa ra những suy đoán là trùm cuối vụ án là ai. Thưa quý vị và các bạn, một sự kiện chấn động toàn quốc và thế giới chưa từng có trong lịch sử Việt Nam, đó là Ban Chấp hành Trung ương quyết định cho miễn nhiệm các chức vụ của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, khiến cho dư luận xôn xao, rộ lên những bàn luận ồn ào. Lý do thế này, lý do thế khác về tham nhũng hay là vì trách nhiệm, những thông tin chính thức được báo chí truyền thông đưa tin là Nguyễn Xuân Phúc làm đơn gửi đến Ban Chấp hành Trung ương xin được từ chức vì vi phạm quyết định của Ban Chấp hành Trung ương đối với trách nhiệm người đứng đầu để cấp dưới vi phạm pháp luật. Trong thời kỳ làm Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016 và 2021, gồm có hai phó thủ tướng là ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam, cùng với hai bộ trưởng là ông Chu Ngọc Anh, Bộ trưởng Bộ Khoa học, và ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế. Thưa quý vị và các bạn, cả ba vị lãnh đạo chủ chốt trong chính phủ đều cùng một lý do là thiếu trách nhiệm để cấp dưới vi phạm pháp luật và bị xử lý miễn nhiệm các chức vụ. Nhiều dư luận thắc mắc hỏi rằng các vị này trách nhiệm về quản lý giám sát cấp dưới trong công tác để xảy ra vi phạm pháp luật, hay các vị này còn trực tiếp vi phạm những vụ sự việc khác cụ thể rõ ràng hơn, và có tham nhũng hay không, và chứng cứ cụ thể theo báo cáo của cơ quan điều tra là những việc gì các cơ quan chức năng chưa thông tin cụ thể và xác thực. Tại vì sao lại chưa thông tin? Đó là câu hỏi được dư luận cần được các cơ quan chức năng trả lời. Hay là vì thanh danh và uy tín của đảng nên chỉ thông báo cho toàn dân được biết như thế thôi? Hay là như Bác Trọng đã nói, xử lý tham nhũng phải đúng trình tự thủ tục, đúng pháp luật và làm việc đúng bài bản, giải quyết từng bước một và thể hiện cho nhân dân thấy rằng nói đi đôi với làm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Thưa quý vị và các bạn, ba vị lãnh đạo cấp cao của chính phủ bị miễn nhiệm liên quan từ hai vụ án. Vụ đại án là công ty Việt Á, kit test của Bộ Y tế, và vụ những chuyến bay giải cứu thuộc Bộ Ngoại giao. Trong ba vị lãnh đạo chính phủ này thì có hai vị phó thủ tướng khi có quyết định miễn nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương về vườn, hai vị chấp hành và không có ý kiến. Một số dư luận ý kiến rất đau lòng là liên tiếp cho hai vị lãnh đạo có tài, có năng lực trong công tác nhưng lại vướng vào trách nhiệm người đứng đầu vì chưa chỉ đạo và giám sát sâu sát để xảy ra hậu quả nghiêm trọng trong các vụ đại án vừa qua. Thưa quý vị và các bạn, riêng cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng có nhóm người lên tiếng thương cho ông quá. Ông rất hiền lành, hòa đồng, dễ gần gũi.
trong chức trách Thủ tướng Chính phủ, ông cũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, xã hội cũng có nhiều thay đổi và phát triển. Và thương cho ông là cụ thể là hình ảnh clip quay lại buổi họp lấy ý kiến của Ban Chấp hành Trung ương đồng ý hay không đồng ý cho ông Nguyễn Xuân Phúc từ chức. Hình ảnh ông ngồi cạnh bên Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trước khi bấm nút biểu quyết, ông quay qua nhìn Bắc Trọng, chờ xem Bắc Trọng ấn nút biểu quyết xong mới quay lại ấn nút của mình. Không biết là ấn nút đồng ý hay không đồng ý, nhưng nhìn thần thái cũng như thái độ của ông Nguyễn Xuân Phúc vẫn bình thường như không có việc gì xảy ra với chính mình, khiến cho nhiều người xem có những suy nghĩ khác nhau. Thứ nhất là ông bình thường, vô tư, như không có chuyện, không có vi phạm gì. Có lẽ ông không biết những gì đồng đãi đã qua trong thời gian vừa qua. Thứ hai nữa là ông tin tưởng vào một thế lực nào đó sẽ giải thoát được cho ông hay sao mà ông bình thường vô tư như thế. Thưa quý vị và các bạn, và gần đây nhất ngày 4 tháng 2 vừa qua, trong cuộc họp bàn giao chức vụ chủ tịch nước cho bà Võ Thị Ánh Xuân được nhận quyền chủ tịch nước, trong bài phát biểu bàn giao có một đoạn ông dùng để thanh minh cho gia đình ông là gia đình ông không có liên quan gì đến vụ Việt Á. Bà vợ của ông Trần Thị Nguyệt Thu là người chưa từng gặp ông giám đốc Việt Á là ai. Có lẽ ông đã biết được những lời đồn đoán của dư luận, nên những phát biểu này được các báo chí truyền thông đăng nguyên văn bài phát biểu của ông. Nhưng sau 24 giờ thì các bài báo này đã xóa đi phần thanh minh về gia đình của ông không có liên quan đến vụ án Việt Á. Thưa quý vị và các bạn, những hành động và phát biểu của một vị nguyên thủ quốc gia, có những ý kiến cho rằng ông Nguyễn Xuân Phúc sao có vẻ ngây ngô như thế, phát biểu những ý kiến nội dung không đúng nơi đúng chỗ, với mục đích gì? Thanh minh cho gia đình mình vô tội hay có một ý đồ thâm sâu nào khác? Thưa quý vị và các bạn, dư luận đặt ra câu hỏi là tại sao báo chí lại gỡ thông tin đấy xuống trong các tờ báo chính thống và uy tín của Việt Nam chúng ta, như báo Thanh Niên, báo Tuổi Trẻ, là báo Tiền Phong, vân vân. Thứ nhất, dư luận cho rằng ý kiến phát biểu của ông Nguyễn Xuân Phúc đúng hay sai mà lại gỡ xuống. Và trong ý kiến của Nguyễn Xuân Phúc có cho rằng Ủy ban Kiểm tra Trung ương có kết luận như vậy. Như vậy thì Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực tế có kết luận là không có tội hay không? Và điều quan trọng nhân dân quần chúng muốn được biết, theo tinh thần dân được quyền biết, được quyền tham gia trong công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực, thì nhân dân muốn được biết rằng trùm cuối trong vụ án Việt Á là ai. Khi công ty Việt Á, khi cổ phần công ty của Việt Á còn 80% cổ phần, chưa được làm rõ đó là của ai. Dư luận gần đây rộ lên cho rằng trùm cuối vụ công ty Việt Á là bà Trần Thị Nguyệt Thu, vợ của ông Nguyễn Xuân Phúc, với hình thức gián tiếp hoặc trực tiếp nào đó, bà đã chỉ đạo việc làm của công ty Việt Á. Bà Nguyệt Thu còn liên quan đến vụ việc kinh doanh tâm linh, cụ thể như là chùa Tam Chúc, một ngôi chùa gần như là lớn nhất khu vực,
dùng chùa Tam Chốc này để thu tiền của bá tánh làm giàu với vấn đề tâm linh, thì đây là một tội lớn đối với tâm linh cũng như đối với các vị thần thánh, thưa quý vị và các bạn. Và một chùa nữa, đó là chùa thứ hai, là chùa Bủ Sơn Đài ở Đà Nẵng. Dư luận đưa tin rằng chùa này là nơi giao dịch để chạy án, mua quan bán chức. Tất cả những quan chức đều là biết chùa Bủ Đề Sơn này, và nếu muốn thăng quan tiến chức thì cứ liên hệ đến đây, mọi việc gì cũng sẽ được giải quyết. Và chùa này do Thu Mẫu Hậu đảm nhiệm chỉ đạo, qua trung gian trực tiếp là sư thầy Thích Bủ Minh. Và ông năng sư thầy này cũng đã bị cơ quan điều tra bế về để lấy lời khai, xác minh sự vụ việc như thế nào và chờ kết quả xác minh của cơ quan điều tra, thưa quý vị và các bạn. Đó là những câu hỏi và những thông tin chưa được kiểm chứng. Nhân dân, quần chúng cần được biết những câu trả lời xác thực của các cơ quan chức năng để xóa đi những suy đoán lệch lạc, có xu hướng đối lập. Thưa quý vị và các bạn, theo các chuyên gia pháp luật có ý kiến như sau: có một số thông tin chưa chính xác lập luận rằng ông Nguyễn Xuân Phúc đã có thỏa thuận với Bộ Chính trị trước khi bị miễn nhiệm các chức vụ. Thưa quý vị và các bạn, không có sự thỏa thuận nào hết, dứt khoát là như thế. Theo cương lĩnh của Đảng, chủ trương chính sách của nhà nước, với tinh thần tập trung dân chủ, ý kiến và quyết định là của tập thể, không thể nào căn cứ theo ý kiến của một cá nhân hay một nhóm nào cả. Để giải quyết một vụ việc nào đó thì phải thông qua quyết định của tập thể theo trình tự thủ tục. Đó chính là tính tập thể và dân chủ. Có công thì được thưởng, có tội thì phải xử phạt. Đó là sự công bằng, mọi công dân đều như nhau. Nếu gia đình ông Nguyễn Xuân Phúc lợi dụng quyền lực của ông, tổ chức tham nhũng, làm những việc không tuân thủ theo pháp luật, vi phạm pháp luật, dứt khoát là sẽ bị pháp luật trừng trị đúng theo những điều khoản quy định. Theo tinh thần câu nói của Bác Trọng là không có vùng cấm, không có ngoại lệ, lệ bất kỳ một ai. Thưa quý vị và các bạn, như vậy thắc mắc của dư luận quần chúng vẫn còn ở đấy, đó là câu hỏi trùm cuối vụ án Việt Á là ai, vẫn còn đang phải chờ chức năng, các cơ quan chức năng kết luận điều tra và đưa ra thông báo với nhân dân quần chúng được biết. Chúng ta phải chờ đợi, thưa quý vị và các bạn. Nội dung chia sẻ của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn luôn đồng hành và quan tâm theo dõi. Hẹn quý vị và các bạn video tiếp theo. Xin chào, tạm biệt.